Ông thanh thủy thành kính lãnh lễ chư tôn đức và thân chào tất cả đạo hữu. Hôm nay thứ sáu ngày 21 tháng giêng năm 2022 Phật lịch 2565, môn học Phạn ngữ học Pali trong 32 bài. Bài 26: biến cách danh từ nam tánh dị ngữ y. Thì theo chắc sẵn biên soạn giáo trình, thượng tọa Tệ Siêu và thượng tọa chắc sẵn giảng dạy. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm tam nghiệp đảnh lễ Tam Bảo. Chúng kính thỉnh thượng tọa Minh Hạnh đảnh kinh lễ Tam Bảo. Nam mô Bổn Sư Thích Ca. Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai, Phật ứng cúng, chánh biến tri, minh hạnh túc, thiện thệ, thế gian dài. Vô thượng điều nữ, thiên nhân sư, Phật Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết, thiết thực hiện tiền, vượt ngoài thời gian, đến để chứng nghiệm, hiểu năng hướng thượng, trí giả thân chứng. Nhất tâm lễ lễ chư tăng đệ tử thay tôn, bậc diệu hạnh, trực hạnh, như lý hạnh, chân chánh hạnh, gồm bốn đôi tám vị đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ, là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu quý Đức Phật Bảo, nguyện cầu quý Đức Pháp Bảo, nguyện cầu quý Đức Tăng Bảo, xin Tam Bảo gia hộ, ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thải đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh, người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết lạc tru trong thiền. Chư thiên đã vâng xin tùy hỷ phước lành, được các tường như ý rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tổng trì quy đức, cầu phúc lành phát sanh. Chúng con kính tri ân thượng tọa Minh Hạnh. Dạ, con xin đọc phần Pali vui để học. Có phần giống, có phần khác, có phần lộn xộn. Trong việc chuyển ngữ có những trường hợp từ dựng dịch thiếu hoặc dịch dư, hay phải từ ngữ cảnh để sử dụng. Cũng có những trường hợp mà khi nói thì cả hai phương diện ngữ lẫn nghĩa đều không đủ mà phải nói tới cái đuôi lê thê phía xa. Thử lấy ví dụ hai chữ lắc khá ná và ní mít tá trong Pali. Cả hai đều được dịch sang chữ Hán là tướng. Chung chung mà nói thì ní mít tá thường chỉ cho biểu hiện, dấu hiệu bên ngoài mà nhờ biết được cái sâu kín phía sau, như người sắp mất thấy con dao hay cục phấn là những thứ liên quan tới hành nghiệp bình sinh. Với ý nghĩa này thì ní mít tá có thể dịch là biểu tướng hay hiện tướng. Cũng theo cách hiểu thường gặp thì chữ lắc khá ná chỉ cho bản chất cố hữu như vô thường, khổ não, vô ngã, được gọi là tí lắc khá ná, tam tướng. Với ý nghĩa này, chữ lắc khá ná có thể dịch là chân tướng hay thực tướng. Cũng theo cách hiểu thường gặp thì chữ lắc khá ná chỉ cho bản chất cố hữu như vô thường, khổ não, vô ngã, được gọi là chữ lắc khá ná tam tướng. Với ý nghĩa này, chữ lắc khá ná có thể dịch là chân tướng hay thực tướng. Nếu chỉ với hai ý nghĩa trên thì sự chuyển dịch quá dễ dàng, nhưng sự việc không dừng ở đó. Chữ ní mít tá đôi khi có thể dịch là đặc tính, thí dụ ba lá ní mít tá, đặc tính của kẻ ngu, thân ác, khẩu ác, ý ác. Panditanimitta, đặc tính của người trí, thân hiền thiện, khẩu hiền thiện, ý hiền thiện. Trong lúc
chữ Lakhana được dùng trong Lakhana Sutta, tướng kinh chỉ cho sự, chỉ cho tướng cách hay thân tướng của bậc đại trượng phu. Vậy thì Nimitta và Lakhana, cái nào chỉ cho bản chất, cái nào chỉ cho hiện tượng? Câu trả lời là hên xui. Ra khỏi hơn nữa là trong chữ Hán thì chữ tướng dùng cho cả hai trường hợp, thật là lộn xộn. Dạ, con đã đọc xong phần Pali vừa để học. Sau đây chúng con kính cung thịnh Thượng Tọa Thiện Siêu từ bi giảng dạy bài học hôm nay. Đức Bồ Tát thầy, kính lễ Tam Bảo, kính chào chư Tôn Đức, kính chào tất cả quý đạo hữu Phật tử. Hôm nay trong cái phần Bali Phu Lý học, chúng ta nói về hai chữ Lakhana và chữ Nimitta. Cái chữ nào thì cũng có thể dịch là tướng. Nhưng mà nếu mà dịch ghép thì chúng ta sẽ thấy cái phân biệt khác nhau. Khi nói đến Lakhana thì chúng ta dịch là tướng trạng, không bao giờ chữ Nimitta mà dịch là tướng trạng được. Chữ Nimitta dịch là hiện tướng, hay là đặc tướng. Do đó cho nên một điều mà chúng ta có thể nói mạnh dạng thì cái chữ Lakhana là chỉ cho cái bản chất, khi mà chúng ta nói đến tứ ý nghĩa của các pháp đầu tiên là chúng ta nói đến Lakhana là cả tướng trạng của tâm. Nó có cái đặc tính hay là tướng trạng là biết cảnh, rasa, phận sự hay là nhiệm vụ. Thì tâm tức là bất bằng cơ ma, tức là nó dẫn đầu các cái tâm sở. Pachupatthana tức là biểu hiện, sự hiện bày. Ở đây tức là tiếp nối sanh diệt. Không có gián đoạn. Và cuối cùng thì Padatthana tức là nhưng gần
hay là nhân cần thiết để cho tâm sanh đó. Là có ba danh ngữ khác. Thọ quẩn, tớ quẩn và hành quẩn. Như vậy thì chữ lắc thánh á đã khẳng định được cái ý nghĩa độc lập chỉ cho tướng trạng hay là bản chất của pháp, mà chữ nên ta không thấy được. Nhưng khi chúng ta nói đến chữ niết bàn đó, thì đó là hiện tướng hay một cái dấu hiệu, một cái dấu ấn. Thì cái chữ này, chữ niết bàn sẽ ý nghĩa này đó. Thì có vài trường hợp là chữ lắc thánh á không thể thay thế được. Chẳng hạn chúng ta nói những cái hiện tượng khi sắp chết, cầm má niệm bát tá hay cả tín niệm bát tá. Thì cái chỗ đó là chúng ta không thể nói lạc khả năng được. Nhưng mà có một trường hợp lạc khả năng thay thế cho niêm bát tá và niêm bát tá thay thế cho lạc khả năng được. Kinh Palabhadeta Đức Phật này đại giải rằng là có ba đặc tính, đặc tướng của kẻ ngu, có ba đặc tướng của người trí. Thì ở đây Đức Phật ngài vẫn dùng Palalakkhana và là niêm bát tá hay là bát đề tá lạc khả ná bát đề tá niêm bát tá lại sai được hết. Thì đặc tánh, đặc tướng, đặc ấn của người ngu, tức là khi làm thì làm thân ác, khi nói thì nói khẩu ác, khi suy nghĩ thì ý ác. Còn người trí, Pandita, có đặc tánh của người trí, đặc tướng của người trí và đặc ấn của người trí. Tức là người trí khi nói, khi làm thì làm thân thiện hạnh,
Khi nói thì nói khẩu thiền hành, và khi suy nghĩ chỉ là ý thiền hành. Cho nên trong trường hợp này chúng ta thấy nè, hai chữ Lakhana và Nemata được xài chung với nhau trong một ngữ cảnh xảy nghĩa tương đương. Thì do đó chúng ta phải hiểu rằng có những cái trường hợp xài chữ Lakhana mà không xài được cái chữ Nibbata. Có những trường hợp xài chữ Nibbata mà không thể thay thế bằng Lakhana. Và trường hợp thứ ba thì có trường hợp xài chữ Lakhana tương đồng với Nibbata, và Nibbata cũng tương đương ý nghĩa với chữ Lakhana. Ở đây khi chúng ta nói đến tam tướng, tức là vô thường, khổ đau, vô ngã, thì chúng ta gọi là chữ Lakhana. Và ở đây chữ, nếu đến tam tướng thì chúng ta không thể xài cái chữ Nibbata được. Cho nên khi mà chúng ta xài trong cái ngữ cảnh nào thì chúng ta sẽ nói cái gì? Chúng ta vừa sử dụng cái từ đó. Cái điều này chúng ta học để làm cái gì? Ở đây thưa quý vị, khi mà chúng ta học phạm ngữ, những cái câu việc dịch ra Pali, trong đó nếu mà xài người ta bảo mình là một câu, thí dụ như nói tướng kẻ trộm, thì chúng ta phải xài cái chữ gì? Thì ở đây là luôn luôn chúng ta phải xài cái chữ Nibbata, chứ chúng ta không xài chữ Lakhana được. Một ông thợ mộc kia khi mà cái búa rơi xuống đất và nó bị đùa ở dưới đám dâm bào gâm đống, khiến cho thợ mộc này ông tìm cái búa ra, ông tức mình quá, ông suy nghĩ, ồ, có lẽ là thằng bé ở hàng xóm nó qua chờ chỉ
có nó qua nhà chơi chứ không có ai hết. Có thể là nó lấy chăng, rồi người ta hình dung ra cái đứa bé hàng xóm, người ta nói đúng mà. Thằng bé nhìn thấy cái bộ dạng của nó đó là bộ dạng của thằng trộm mà. Thì cái bộ dạng đó chúng ta xài chữ niêm bát tá, chứ chúng ta không xài chữ lắc hay nói được. Khi mà người ta nghi ngờ đó, thì cái hình ảnh của đứa bé, cái bộ dạng của đứa bé nó trở thành là bộ dạng của kẻ trộm. Đến chiều lại trong lúc mà ông ta quét dọn cái chỗ làm việc của ông ta, khi mà gom cái đống dâm bào, gom lại một chỗ để đem đổ đi, đem đốt đi, thì lúc bây giờ nó mới lòi ra cái búa nằm ở dưới cái đống dâm bào. Lúc đó anh ta không còn nghi ngờ đứa bé nữa. Thì khi đứa bé qua chơi, ông ta nhìn, ông ta suy nghĩ, thằng bé này cái bộ dạng nó như vậy đâu phải là bộ dạng ăn trộm, đâu phải là bộ dạng của kẻ trộm. Mà trước khi mà ông ta tìm chưa, ông ta đặt nghi vấn, thì mà ông ta tưởng tượng cái bộ dạng của thằng bé, ánh mắt của thằng bé nó là niêm bát tá của kẻ trộm. Nhưng mà khi kiếm được cái búa rồi thì người ta phá tan cái sự nghi ngờ đó đi. Thì lúc bây giờ anh thợ mộc còn đổi cái thái độ, anh ta nhận ra là đứa bé hiền như vậy đó, nó vui tánh, nó vui vẻ như vậy, nó thật thà chứ nó không phải là tên ăn trộm. Thì tất cái câu chuyện nó đưa ra đó là không ý của chúng tôi ở đây là muốn nói về chữ niêm bát tá được dùng trong hoàn cảnh nào, trong trường hợp nào. Còn như trường hợp ở trong Phật học, khi chúng ta nói pháp vô vi có cái tướng trạng là vô thường, gọi là nicca lakkhana, khổ dukkha lakkhana và vô ngã anatta lakkhana, thì cái chỗ đó là chúng ta sẽ riêng cho cái chữ lakkhana, chứ chúng ta không sẽ cái chữ niêm bát tá được. Và như vậy thì chỉ có một trường hợp thỉnh thoảng thì cũng có sẽ chung nhau được. Nên ở đây chúng ta học ngữ nghĩa, chúng ta phải luôn luôn có cái sự thận trọng. Ở nhiều trường hợp lắm sao, thưa quý vị, nó có cái sự khẳng định rõ ràng. Chúng tôi dẫn chứng thêm một trường hợp nữa. Thí dụ như khi mà khi tăng muốn hành tăng sự hòa hợp, không có chia rẽ, thì các vị phải ấn định một vị trí ở trong chùa
để làm cái Uposatthagaram hay là Bhavarana hay là làm cái lễ tu tỳ kheo chẳng hạn, thì nằm ở trong cái cương giới Sima. Cái Sima đó đó khi mà kết giới đó thì các vị phải dùng một cái gì mà nó bền bỉ để làm cái dấu. Chúng ta bên Bắc Tông người ta gọi là cái nêu, cái dấu nêu. Còn khi mà chúng ta xài trong kinh Bali, trong vực Bali thì chúng ta xài chữ Simanimatta, Simanimatta. Cho nên chữ Simanimatta đó là cái dấu. Dấu nêu của tình giới. Hướng Đông lấy ba sano nimittam, lấy đá làm nimitta, là cái dấu hiệu để cho chư tăng biết từ chỗ đó trở vào là cái cương giới Sima. Thì như vậy đó, quen thưa quý vị, khi mà chúng ta đọc nhiều kinh điển nhất là chúng ta đọc kinh điển Pali chữ đâu nghĩa đó, thì lâu ngày chúng ta sẽ quen. Khi nói đến cái từ đó thì chúng ta sẽ biết cái từ đó, cái nghĩa tinh xác của nó là cái gì, xài trong trường hợp nào, chúng ta biết, chúng ta biết rõ lắm. Cho nên chúng ta không cần phải lo ngại cái gì hết. Có thể là người Phật tử chúng ta nghĩ rằng học cái đó để làm cái gì? Để thưa quý vị, quý vị chẳng nghe cái tựa là Bali vui để học hay sao? Tức là chúng ta cũng phải học để cho chúng ta biết cái đó cũng là một cái niềm vui, một cái lý thú. Cái chữ Lakhana, chữ Ná, chúng ta xài ở trong những cái pháp môn mà tu tập thiền định, thiền quán. Thì ở đây chúng ta ngoài được mà nói lên tứ nghĩa của pháp hữu vi, pháp vô vi, ngoài ra đó thì chúng ta còn có cái là chúng ta có thể xài được trong cái trường hợp khác. Thí dụ như ở trong thiền, khi mà chúng ta nói đến tam tướng thì chúng ta xài
Anicca Lakkhana là vô thường tướng, Dukkha Lakkhana là khổ não tướng, và Anatta Lakkhana là vô ngã tướng. Thì khi ở chỗ này đó là chúng ta không thể nói rằng Anicca Nibbata được. Nhưng mà chúng ta dùng cái từ để chúng ta thay thế được, như trong Thanh Tịnh Đạo đó có giải thích rõ cái chữ này. Vì hành giả tùy quán vô thường đối với danh sắc, tùy quán vô thường đối với danh sắc, tùy quán khổ não đối với danh sắc, tùy quán vô ngã đối với danh sắc. Thì vô thường khổ não vô ngã đó là một cái lắc khánh nát, là một cái, nếu mà chúng ta dịch nghĩa là thực tướng hay là cái chân tướng. Rồi hỏi vô thường là cái gì? Vô thường là cái hiện tượng sanh diệt của đời giáp giá niệm bát tăng. Cái hiện tượng của vô thường là sanh diệt, mà cái hiện tướng của khổ là cái gì? Phải chất thiền á, tức là khổ có cái ý nghĩa là đáng sợ hay là kinh khiếp, sợ hãi. Thì cái đó gọi là niêm bất tá của khổ. Còn vô ngã thì nó có vô ngã tướng. Nhưng mà chúng ta muốn biết rõ về vô ngã hay là chúng ta phải tìm hiểu qua niêm bất tá của nó. Cái hiện tướng của vô ngã tức là rỗng không, không có chủ quyền. Thì như vậy ở đây một điều mà chúng ta thấy rất là gần gũi là khi mà chúng ta nói đến cái pháp thiền định, ở trong đó nói vô thường tướng, khổ não tướng, vô ngã tướng, thì cái này nó thuộc về chữ Lakkhana. Còn khi mà chúng ta đang tu tập mà nó có cái hiện tượng gì xảy ra, hiện tướng gì xảy ra, thì cái đó xài cái chữ niêm bất tá, không xài chữ lắc cái ná được. Nó tóm lại là chúng ta có ba điều một trường hợp xài lắc cái ná nhưng mà không xài cái chỗ đó đó, không xài chữ niêm bất tá. Còn một trường hợp chúng ta xài chữ niêm bất tá ở cái trường hợp đó, nhưng mà trường hợp đó chúng ta không xài chữ Lakkhana. Chúng tôi xin chia sẻ với quý vị đôi điều
và xuyên qua cái phần Bali vui đi học ngày hôm nay. Nó cũng không có gì rắc rối, cho nên chúng tôi không cần phải trình bày, không cần giảng giải nhiều. Còn bây giờ chúng ta đọc tiếng Bali, chúng ta dịch tiếng Bali sang tiếng Việt. Bây giờ chúng ta qua đến cái phần nghi thức nhật hành trước đây. Nghi thức nhật hành. Trong cái phần nghi thức nhật hành hôm nay, nếu mà quý vị nào có thuộc kinh rồi đó, có thuộc lòng cái bài kinh này, quý vị hẳn còn nhớ là cách đây không lâu rồi chúng ta đã có học qua bài kinh này rồi. Bữa nay chúng ta chỉ ôn lại thôi, khỏi cần phải giải thích thì nhiều. Sattiputta Palapatta Pachika Nanche Yambalam Arahanta Nanche Teche Narakhan Panthavi Savaso. Từ phóng dịch ra, chưa toàn giác đại lực, chưa độc giác đại lực, tinh văn giác đại lực, nguyên tổng trì, nguyên đức, cầu phúc lệnh, bắc sanh. Cái chỗ này chúng ta gọi là phóng dịch, chỉ nó phân tích từ cái từ câu từ chữ thì chúng ta thấy nghĩa nó sẽ khác đi chút. Trong ba cái câu đầu Sappe Buddha là chư Phật. Chư Phật ở đây ám chỉ cho chư Phật toàn giác, các vị chánh đẳng thánh giác trong quá khứ như trong hiện tại và trong tương lai. Cho nên gọi là Sappe Buddha. Palapatta tức là đã đến một cái sức mạnh. Chúng ta sẽ hỏi cái sức mạnh gì thì chúng ta nói đó là sức mạnh của Đức Như Lai. Sức mạnh trí tuệ của Đức Như Lai, hay chúng ta gọi tắt là thập lực tuệ của Đức Phật. Gọi là Palapatta Pachekananja. Chẳng phải lầm. Pacheka là độc giác. Đúng ra đó, ở trong cái bài kệ ở chỗ này chỉ là xài chữ Pacheka Kananja. Nhưng mà chúng ta bỏ quên cái một cái quy lực, bỏ quên một từ. Thí dụ chúng ta sẽ giữ độc giác, chữ bất chia cá tức là đương độc. Nói như vậy chưa đủ. Nếu mà chúng ta nói độc giác phải là Pachika Buddha, chúng ta phải thêm cái chữ sau nữa. Còn chữ Arahant
Ở trong bài kệ của Kinh Nghiệp Hành thì chúng ta xài cho nó gọn vậy, theo thể kệ. A ra nhi cho nên gọi là độc giác, hay là chúng ta phải thêm chữ nữa, chứ còn nếu mà lấy cái một chữ đó thì nó thành ra nó thiếu vắng. Và khi mà chúng ta nói chữ Arahanta nan chết tê chia nó cũng bị cái chữ Arahant đó. Chúng ta xài hạn chế hoặc là chúng ta xài tùy tiện cũng được, không sao. Ở đây vì cái câu đầu là nói đến chư Phật, là chư vị chánh đẳng giác rồi. Câu thứ hai nói độc giác, thì câu thứ ba đương nhiên là chúng ta bàn đến bây giờ cái bài kinh này, cái đoạn kinh này, các vị đều có thể đọc được hết, cho nên các vị sư sẽ hướng dẫn cho các Phật tử chúng ta đọc. Bây giờ thì xin kính thỉnh Thượng Tọa Thượng Đẳng trở lại cho cái chương trình môn Pali này. Đây môn thầy. Sa thú kính trình thưa tổ sư, để xin thỉnh thưa tổ sư đi nghỉ. Và thưa quý vị, chúng tôi muốn quý Phật tử bắt đầu bước sang phần đọc tụng ở trong bài kinh này, là một kinh đặc biệt nói về sự tổng trì Phật lực, tổng trì Phật lực. Ở đây thì chúng ta thấy có một chút linh động trong các hành văn. Chữ Buddha là Phật thì đáng lẽ là chỉ chung cho tất cả chư Phật, toàn giác, độc giác, thiên văn giác. Thì chữ Buddha ở đây thì chỉ riêng cho vị Phật toàn giác. Cũng như chữ Arahant, A-la-hán, thì chữ Arahant có trường hợp là chỉ chung cho Đức Phật, độc giác, toàn giác, độc giác, thiên văn giác đều là Arahant hết. Nhưng mà chữ án ở đây thì đặc biệt như thiên văn Arahant là ứng cúng. Nhiều khi quý vị nên nhớ rằng trong ngay cả trong văn phản ngữ thì cũng có những sự biến chuyển. Trước nhất xin được thỉnh chư tăng đại đức Thầy Trì, nếu được thì đại đức Thầy Trì đọc cho 10 lần, sau đó thỉnh đại đức Thầy Đức sư Nguyên Thông cũng như quý cô tu nữ vì nào đọc được, và quý Phật tử. Đây là một bài kinh mà chúng ta rất nên học thuộc lòng.
Hôm nay thì quý vị, thực ra thượng tọa Từ Siêu không có khỏe trong người, thì thượng tọa nói hơi ngắn một chút. Lát nữa thì chúng tôi sẽ trở lại để nói thêm một ít về về cái phần vui để học Bali, vui để học cũng như là phần kinh tụng hôm nay. Xin sư Tự Tri có mặt ở trước máy không? Dạ, để thỉnh sư Tự Tri. Dùng kính anh lễ, thì đòi giúp đặng kính anh lễ chư tôn đức, để đào đại chúng xin phép tự đọc bản kinh tổng trì Phật lực. Sāpte pūtha palapata pache kānaṃ cayaṃ balaṃ arahantā naṃ cate ce narakhaṃ bandhā visabhāso. Sāpte pūtha palapata pache kānaṃ cayaṃ balaṃ arahantā naṃ cate ce narakhaṃ bandhā visabhāso. Sāpe puvatha palapata pacheka nañca yaṃ balaṃ arahantā nañca te ce narakhaṃ bandhā visabhāso. Sāpe puvatha palapata pacheka nañca yaṃ balaṃ arahantā nañca te ce narakhaṃ bandhā visabhāso. Sāpe puvatha palapata pacheka nañca yaṃ balaṃ arahantā nañca te ce narakhaṃ bandhā visabhāso. Sāpe puvatha palapata pacheka nañca yaṃ balaṃ arahantā nañca te ce narakhaṃ bandhā visabhāso. Sāpe puvatha palapata pacheka nañca yaṃ balaṃ arahantā nañca te ce narakhaṃ bandhā visabhāso. Sāpe puvatha palapata pacheka nañca yaṃ balaṃ arahantā nañca te ce narakhaṃ bandhā visabhāso. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tập trì uy đức cầu phúc lành phát sanh. Dạ, tiếp theo xin kính thỉnh đại đức trợ đức. Nam mô Bụt Thầy Giác, Nam mô Tham Ma Giác, Nam mô Sang Giá. Con thành kính đảnh lễ ân đức Tam Bảo, con thành kính đảnh lễ sư phụ Tệ Siêu, thượng tọa Giác Đẳng, thượng tọa Pháp Tân, thượng tọa Minh Hạnh cùng chư tôn đức đang hiện diện trong đạo tràng. Kính chào toàn thể đạo tràng, con xin đọc bài. Sāpe puvatha palapata pacheka nañca yaṃ balaṃ arahantā nañca te ce narakhaṃ bandhā visabhāso. Sāpe puvatha palapata pacheka nañca yaṃ balaṃ arahantā nañca te ce narakhaṃ bandhā visabhāso. Sāpe puvatha palapata pacheka nañca yaṃ balaṃ arahantā nañca te ce narakhaṃ bandhā visabhāso. Sāpe puvatha palapata pacheka nañca yaṃ balaṃ arahantā nañca te ce narakhaṃ bandhā visabhāso. Sāpe puvatha palapata pacheka nañca yaṃ balaṃ arahantā nañca te ce narakhaṃ bandhā visabhāso. Sāpe puvatha palapata pacheka nañca yaṃ balaṃ arahantā nañca te ce narakhaṃ bandhā visabhāso. Sāpe puvatha palapata pacheka nañca yaṃ balaṃ arahantā nañca te ce narakhaṃ bandhā visabhāso. Sāpe puvatha palapata pacheka nañca yaṃ balaṃ arahantā nañca te ce narakhaṃ bandhā visabhāso. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tổng trì uy đức cầu phúc lành phát sanh. Dạ con xin hết ạ. Xin kính mời sư Nguyên Thông ạ.
Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con kính lễ Tam Bảo và kính lễ Chư Tăng và Chư Phật tử trong đạo tràng. Con xin đọc ba lần bài kinh này. Sabbe buddha balapata pakkeka nan cha yang balang arahanta nan cha te che narakhang bantha misabbaso sabbe buddha balapata pakkeka nan cha yang balang arahanta nan cha te che narakhang bantha misabbaso Sabbe buddha balapata pakkeka nan cha yang balang arahanta nan cha te che narakhang bantha misabbaso. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tổng trì quy đức, cầu phúc lành phát sanh, và con xin mời người kế. Dạ, sa thú lành thai, kính tri ân đại đức Nguyên Thông. Nam mô Buddhaya, Nam mô Dhammaya, Nam mô Sanghaya. Con thành kính đảnh lễ chư tôn đức, kính chào đại chúng. Và bây giờ con xin đọc. Dạ, Nhật Quỳnh bắt bài vậy. Dạ, cảm ơn Nhật Quỳnh. Sabbe buddha balapata paccekā nan ca yang balang arahantā nan ca te che narakhang bantha misabbaso. Sabbe buddha balapata paccekā nan ca yang balang arahantā nan ca te che narakhang bantha misabbaso. Sabbe buddha balapata bát chê nành cho dặn ba lần arahant ta nành cho tề chê narakhang bantha misabbaso. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tổng trì uy đức, cầu phúc lành phát sanh. Dạ, cảm ơn Nhật Quỳnh đã bắt bài. Dạ, bây giờ đã thấy tín hiệu của Thanh Thủy. Dạ, kính mời Thanh Thủy. Dạ, cảm ơn cô Thủy Duyên. Con Thanh Thủy, con kính lễ chư tôn đức tăng ni, kính chào quý đạo hữu và con xin đọc bài. Sabbe buddha balapata paccekā nan ca yang balang arahantā nan ca te che narakhang bantha misabbaso. Aso sabbe buddha balapata paccekā nan ca yang balang arahantā nan ca te che narakhang bantha misabbaso. Sabbe buddha balapata paccekā nan ca yang balang arahantā nan ca te che narakhang bantha misabbaso. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tổng trì quy đức, cầu phúc lành phát sanh. Và con phải đọc xong thì chúng tôi không lên. Nam mô Buddhaya, Nam mô Dhammaya, Nam mô Sanghaya. Dạ, cảm ơn Sít Hoa Nguyệt. Dạ, sa thú kính cảm ơn Sít Thanh Thủy. Dạ, con xin phép được đọc ba lần. Sabbe buddha balapata paccekā nan ca yang balang arahang ta nan ca te che narakhang pantha misabbaso. Sabbe buddha balapata paccekā nan ca yang balang arahang ta nan ca te che narakhang pantha misabbaso. Sabbe buddha balapata paccekā nan ca yang balang arahang ta nan ca te che narakhang pantha misabbaso. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực,
Thinh Văn Giác Đại Lực, nguyện tổng trì uy đức, cầu phúc lành phát sanh. Dạ, con đã đọc xong. Kính cảm ơn đạo tràng. Dạ, xin gửi mic lại cho quý vị khác ạ. Dạ, sa tu, kính cảm ơn Phong Lan. Con thành kính đảnh lễ chư Trân Đức. Nhật Bình kính chào đạo tràng. Dạ, con kính tri ân sư và đạo tràng cho con biết được tín hiệu. Con xin phép được đọc. Dạ, con kính tri ân sư trị trì học hết bài. Sabbe Buddha Chalabhata Bhaje Kanan Chayang Balang Arahantan Hành ta nành cho tệ chế na rạch hành ban tha mi sắp bà sơ. Sắp bệ bụt tha ba lắp bát ta bà chế cả nành cho dặn ba lăng. A ra hành ta nành cho tệ chế na rạch hành ban tha mi sắp bà sơ. Sắp bệ bụt tha ba lắp bát ta bà chế cả nành cho dặn ba lăng. A ra hành ta nành cho tệ chế na cho thầy chế na rát khăn bản tha mi sắp ba sơ. Chư toàn giác đại lực, chư đập giác đại lực, thinh văn giác đại lực, tận trì vi đức, cầu phúc đành phước thanh. Nam mô Bụt Thầy giác. Dạ, con kính nhân mít đến đạo tràng. Xin trình chư tôn đức và quý đồ hữu. Thưa quý vị, ở trong đời sống tu tập đó, chúng ta có những lúc mình vận dụng đến trí tuệ, có những lúc mình vận dụng đến chánh niệm, có những lúc mình vận dụng sự tinh tấn, nhưng mà cũng có rất nhiều trường hợp chúng ta phải dùng tới đức tin, cái đức tin để vượt qua. Và đặc biệt là ở trong những cái cuộc khủng hoảng về tinh thần hay là sự rối rắm về tâm trí, lúc đó nếu mà chúng ta không có cái sự nương tựa vững chắc á, thì chúng ta không có trụ được tâm, tâm của chúng ta không có vững được. Rằng người tu thì nhiều lúc mình chỉ chuyên cho mình không có suy nghĩ nhiều. Cái trì niệm đó nó lợi cho chúng ta nhiều việc, và đây là điểm mà nhiều người không có vận dụng được. Bài kinh ngày hôm nay thật ra là một phần cái bài kinh vô quý, nhưng mà đặc biệt là riêng về đoạn này đó, nếu mà chúng ta thường tụng rất tụng quen thì rất là tốt. Đại khái ý nghĩa bài kinh này nói về cái quy lực của chư vị giác ngộ. Yeah. Hay nói cách khác là cái quy lực của những bậc giác ngộ, đằng sau đó là cái ý nghĩa của tuệ giác. Yeah. Khi mà mình có thể sống một cách sáng suốt, không có loạn động, không có mê mờ, thì phải nói đó là cái sự giác ngộ của chư Phật. Chư Phật ở đây gồm cả ba: chư Phật toàn giác, chư Phật độc giác, chư Phật thinh văn giác, chư Phật quá khứ, hiện tại, vị lai. Và mỗi người đều có cách trì niệm riêng, nhưng mà riêng về cá nhân chúng tôi đó, thì trong những lúc mà chúng tôi gặp trường hợp nó hơi rối rắm hay là nó có thể là chấn động bất ngờ, thì chúng tôi vẫn thường niệm là Sabbe Buddha Palapata Patye Kananja Yang Balang Antanan Chete Che Darakhan Bantha Misapasu. Nếu mà quý Phật tử ngày đầu năm mà muốn khởi đầu một năm mới, mà quý vị cảm thấy là thật sự muốn thắp sáng cái tâm trí mẫn tiệp của mình để giác ngộ, thì quý vị cũng nên khởi đầu bằng cái sự niệm tưởng cái ân đức cao cả của chư Phật. Giống như ở điều chỗ là cái giác tánh, Sabbe Buddha Palapata Bhaje Kanan Chayang Balang Arahanta Nan Chate Che Narakhan Bantha Misapasu.
Thì thưa quý vị, bây giờ thì chúng tôi xin trở lời một chút về cái bài học Bali vui để học. Hôm nay thì quý vị biết là cái bài này đáng lẽ rất là vui, nhưng mà chúng tôi hơi mệt bữa nay. Chúng tôi giảng nó cũng không có vui lắm, nhưng mà đại khái nó cũng vui. Đó là chữ Nibita và chữ Lakhana. Nibita Lakhana. Thực ra thì hai chữ này đó, nó thường được dịch ở trong chữ Hán ấy, khi họ phân biệt. Thì quý vị chờ chúng tôi chút xíu nha. Chúng tôi biết cái này nó hơi lộn xộn một chút. Đây là Nibita. Và ở đây là chữ Lakhana. Cái này là định nghĩa theo sớ giải thôi. Nghĩa sớ giải. Nibita và Lakhana. Nibita thì là Nibita Nusari Tí. Rồi Lakhana là Rasa Vajupatthana Vajathana Tí. Thì thứ nhất là hai từ này nó có vấn đề là khi mà chúng ta dịch ở trong cái từ điển Phật học á, thì Lakhana dịch là tánh, là Nibita dịch là tướng. Dạ, cái là tánh, cái là tướng. Thì cái tướng Nibita đó, nó dịch là Nibita Nusari, là cái gì mà nó có tất cách là hiện khởi ở bên ngoài. Hiện khởi bên ngoài đó gọi là tướng. Và chữ Lakhana định nghĩa trong ba từ là Rasa, là cái cốt lõi, cái tinh túy cốt lõi, thì cái đó là tánh. Vajupatthana tức là cái gì đó mà có thể lặp đi lặp lại, nó vẫn như vậy đó, thì có nghĩa là cái đó là tánh. Dạ, cái tánh bất di bất dịch. Vajathana được xem như là cái nguyên nhân gần. Thí dụ như là ở trong người mình uống trà cà phê nhiều quá, mình nóng, mình nổi mụn, thì cái mụn đó là Nibita. Và do uống trà cà phê nhiều quá, cái thân là Lakhana. Thì Nibita và Lakhana đó là thường chúng ta dịch là tánh và tướng. Ở việc như vậy, Nibita là tướng, Lakhana là tánh. Nhưng mà chuyện nó không có đơn giản như vậy. Chuyện đó hoàn toàn nó không đơn giản như vậy, là bởi vì ở trong rất nhiều trường hợp thì cái chữ Lakhana không dịch là tánh mà dịch là tướng luôn. Dạ, thí dụ như kinh Vô Ngã Tướng chẳng hạn, hay là Tam Pháp Ba Pháp Tướng. Dạ, nhưng mà không ai dịch là tánh hết, không nói là ba pháp tánh, nó là tam tướng, nhưng nó là tam tánh. Cái này là cái rất là phiền. Ở trong thiền quán đó, thì cái gì tồn tại mà bây giờ không tồn tại nữa, thì cái đó là cái bản chất của vô thường. Chúng ta gọi là Anicca Svabhava, là bản chất vô thường. Thì cái bản chất vô thường đó nó gọi là Lakhana. Nhưng mà sanh và diệt thì nó gọi là cái tướng của vô thường, là Nibita. Yeah, Nibita. Và Nibita là cái gì mà chúng ta nắm được, nắm bắt được bằng sự quan sát. Còn Lakhana là cái gì chúng ta có thể hiểu được bằng trí. Bởi vì vì nào mà đọc trong kinh chuyển Pháp Luân đó, thì hồi xưa các ngài có dịch là nhãn sanh, tức là có mắt sanh đó, chắc khú. Dạ, chắc khú. Rồi minh sanh, tuệ sanh. Hay là trong chúng ta nghe nói là thấy, hiểu, biết. Thì cái Nibita đó là cái gì được nắm bắt bằng sự quan sát.
Còn Lakhana thì được hiểu là cái gì và lãnh hội được là do trí tuệ đào sâu. Thành ra hai từ này nó hơi rắc rối. Đôi khi nó trùng lọc. Ví dụ như bây giờ tại sao Bom Hai Đại Trưởng Phu Tướng gọi là Lakhana Sutta, gọi là tướng kinh Lakhana, tại sao gọi là, nhưng mà thật ra thì ở đó nó không phải chỉ là Nimitta, không phải chỉ là biểu hiện ở bên ngoài, mà Lakhana còn nói về cái chiều sâu, là một cái vị mà có cái tướng cách như vậy đó là do cái nhân nào đời trước đã làm nghiệp nào, và do cái nhân đó sẽ được cái quả nào. Dạ, quả nào thí dụ như các ngài có cái hàm răng trắng và đều thì là do cái nghiệp nào trong quá khứ, và một vị mà có được như vậy sẽ có được những cái lợi đắc nào, có được lợi lạc nào trong đời sống hiện tại đối với mọi người khác. Thành ra Lakhana Sutta nó không có đơn giản chỉ là những gì biểu hiện ở bên ngoài, mà còn nói về cái chiều sâu nhân quả nữa. Thành ra chữ này chúng ta dịch theo một cách nói nôm na bên ngoài là Lakhana Sutta là kinh, gọi là tướng kinh hay kinh Đại Trưởng Phu Tướng, thì mới nghe thì mình tưởng đâu cái tướng thôi, nhưng mà thật sự cái này nói về tánh chứ phải là tướng. Người thấy nó lộn xộn. Vì vậy chúng tôi hồi trước có nói với vị trong lĩnh vực vật lý nó có những thứ mà chúng ta có thể đo đạc bằng instrument, bằng dụng cụ được. Thì cái gì mà đo đạc bằng dụng cụ được thì cái đó chúng ta tạm gọi là nimitta. Nhưng mà cái gì mà chúng ta không thể đo đạc bằng dụng cụ được, mà chúng ta chỉ thể hiểu trên phương diện định lý, thí dụ chúng ta hiểu về quantum, về lượng tử chẳng hạn, thì cái hiểu đó nó thuộc về Lakhana. Thật ra mấy cái này nó cũng hơi phiền, là đôi lúc tánh và tướng thì mình tưởng nó là hai cái hoàn toàn khác nhau, nhưng mà cái chữ tánh nó có tính cách là hiện khởi, ngoại hình mặt nổi hiện khởi bên ngoài, và có thể biết được bằng sự quan sát. Và Lakhana là cái bản chất sâu kín, và bản chất đó chỉ có thể hiểu thấu đạt bằng trí tuệ. Nhưng sau đi nữa thì chúng ta không thể tách khỏi cái tánh và cái tướng hoàn toàn. Mà nhiều khi hồi nãy như chúng tôi nói rằng sanh và diệt á, nó là cái tướng của vô thường, nhưng mà do có sanh có diệt thì chúng ta hiểu rằng đằng sau cái sanh diệt đó nó là cái bản chất cố hữu của sự vô thường, thì cái đó gọi là tánh. Nhiều khi học Phật muốn viện thì quý vị, chúng ta không có chỉ nghe dịch cái nào cũng tướng, Lakhana cũng tướng, Nimitta cũng tướng, thì mình nghĩ là nó giống nhau nhưng thực sự rất khác nhau. Bây giờ thì thưa quý Phật tử, chúng ta trở lại với bài học Phạn ngữ. Trở lại với bài học Phạn ngữ ngày hôm nay. Thì trong bài học Phạn ngữ này, chúng ta tiếp tục học biến cách của danh từ năm tấn vĩ ngữ y. Y này là trường âm dài. Quý vị nhớ chữ y này ở trên có cái dấu trường âm ngang. Lần trước có vị MC đọc là vị ngữ ý và đọc là vị ngữ một. Một lơ mạ. Đôi khi mình viết được lộn xộn. Tức là bài học trước chúng ta học về biến cách vị ngữ ý. Kỳ này chúng ta biến cái danh từ nam tánh vị ngữ y. Hồi trước chúng ta có cái chữ ác ký là lửa, là danh từ nam tánh vị ngữ ý. Và kỳ này chúng ta nói phát khi là con chim. Thì nếu quý vị đọc kỹ thì thật ra nó cũng không có khác biệt bao nhiêu hết. Và chủ cách số ít là bắc khi, chủ cách số nhiều là bắc khi, bắc khi nô, đối cách số ít là bắc khi, đối cách số nhiều là bắc khi, bắc khi nô, sử dụng cách số ít là bắc khi na, sử dụng cách số nhiều là bắc khi phí. Quý vị để ý những cái chữ mà để trong hoạt đơn á là cổ văn Nhật,
Dạ, kim văn người ta ít xài cái đó lắm. Dạ. Nhưng mà cái này là cổ ngữ rồi, nhưng mà có những văn kinh rất xưa người ta xài cái đó thôi. Và ở trong cái thể Gatha, thể Calvin đôi khi ta làm thơ, ta xài tới chứ không phổ thông lắm. Dạ. Bacchini ta sử dụng cách số nhiều. Xuất xứ cách là Bacchina số ít. Xuất xứ cách số nhiều là Bacchimha, Bacchisma. Xin lỗi, cái xuất xứ cách số ít là Bacchina, Bacchimha, Bacchisma. Xuất xứ cách số nhiều là Bacchihi. Và thỉnh thoảng chúng ta có Bacchifi. Chỉ định cách số ít là Bacchino, Bacchisa. Số nhiều là Bacchinang. Sở thuộc cách số ít là Bacchino, Bacchisa. Và số nhiều là Bacchinang. Định giới cách là Bacchini, Bacchimhi, Bacchismin. Số nhiều là Bacchisu. Hô cách số ít là Bacchinang, Bacchim. Số nhiều là Bacchi, Bacchino. Ở đây người ta có một cái lưu ý, mà cái lưu ý chúng ta dễ học là bí cách mà danh từ tận cùng bằng y á, nó chỉ khác với danh từ tận cùng bằng ý trong ba cách là chủ cách, hô cách và đối cách thôi. Chỉ có ba cách cùng mấy cách khác giống nhau. Đừng nói như vậy để chúng ta học chúng ta dễ nhớ. Còn những cách còn lại thì biến cách của danh từ nam tánh biến người ý, ngoại trừ định sơ cách thì nó có thêm một dàn nữa là ý, như là Bacchini. Dạ, Bacchini định sơ cách. Chúng ta nhớ là trong cái định sơ cách ở đây có ba cái dạng định sơ cách số ít là Bacchini, Bacchimhi, Bacchismin. Và Bacchini nó là một cái rất là đặc biệt, rất là đặc biệt. Còn cái Bacchimhi, Bacchim thì nó giống như là tận cùng bằng y thì dài. Và tiếp theo thì chúng ta có một số các cái danh từ nam tánh, danh từ nam tánh vị ngữ y là Hathi, Kari. Dạ, Hathi với Kari là con voi. Sami là người chồng, người chủ. Cái chữ chủ ở đây đó thì nó không có nghĩa là không có nghĩa là người chủ là cái người sở hữu. Cái chữ người chủ ở đây tức là cái người đứng đầu, cái người chủ trì á. Dạ, thì người chủ trì ở đây dịch là chữ chủ nhân thì nghe nó hơi dở thưa quý vị. Chữ chủ nhân ở đây chúng ta không dịch là chủ nhân. Chủ nhân ở đây tức là người chủ. Ở Sami là không phải như vậy. Sami giống như là minh chủ, hương chủ hay là đàn chủ vậy đó. Là cái người đứng đầu, cái người đứng đầu gọi là chủ trì vậy. Người chủ trì Sami. Quý vị bỏ đi chữ chủ nhân thì chúng ta dịch sai chữ đó. Sami. Sati. Chữ Sati là bá hộ, trưởng giả. Thì cái chữ này nó cũng hơi sai một chút. Dạ, Sati không đơn giản người giàu, mà Sati là cái người mà ngày nay chúng ta gọi là người làm bề tài chánh, người banker là tài chánh. Tức là như ông cóc cô độc này nọ, chúng ta coi gì là trưởng giả, nhưng mà thật ra người này họ giàu, nhưng mà họ cho người khác mượn vốn, mượn vốn hay mượn đất để làm ăn, giống như chúng ta nói là điền chủ, hay là người có cái vốn liếng nhiều rồi mở ra cái gì đó, rồi người ta đến người ta làm ăn. Rồi người ta lấy được 50 phần lời, mình lấy mà 50 phần lời người làm về tài chính. Chứ sách thi không hẳn là người giàu không, thì quý vị nên cẩn thận. Xuất khi là người sống an lạc. Và chúng ta thường nghe có chữ xuất khi hô tú. Và xuất khi hô tú là hãy là xin hãy sống, hãy là người sống an lạc. Và xuất khá là an lạc, xuất khi là người sống an lạc. Manti là bộ trưởng, tổng trưởng, thượng thư. Thì cái này chúng ta dịch tạm thôi. Thực ra thì ở trong cái tiếng Việt của chúng ta về hành chánh á, thì cái vị tổng trưởng á, lớn hơn vị bộ trưởng. Nhưng mà ví dụ ở bên Âu Châu á, thì cái vị minister đó có thể coi nhiều
nhiều cái vị bộ trưởng, như minister chúng ta gọi là tổng trưởng, như tổng trưởng về kinh tế tài chính. Nhưng mà ở Mỹ thì secretary, cái nào secretary, cái secretary là vị thượng thư hay là bộ trưởng. Cái chữ gần của chữ mantee ở đây tức là một vị chịu trách nhiệm về lĩnh vực nào đó, thí dụ về lễ bộ thượng thư, về hình bộ thượng thư, chúng ta gọi là, ngoại trừ ở Mỹ có cái chữ secretary of state thì cái chữ đó nó đúng nghĩa chữ tổng trưởng. Nhưng mà thưa quý vị, hành chính thì khó lắm, mỗi quốc gia có một cái chữ khác nhau. Cái này là khi chúng ta dịch chúng ta tạm phải coi chừng ngữ cảnh chúng ta hiểu. Sikhi là con công. Dạ, Sikhi con công. Và đặc biệt là ở đây chúng ta có một cái vị Phật ở trong số 70 Phật quá khứ là Phật Sikhi. Phật Sikhi mà ở trong chữ Hán thường dịch là Khổng Tước Minh Vương Phật. Nhưng mà chúng tôi nhắc quý vị là Phật Sikhi trong chữ Hán có chữ Phật Tỳ Bà Thi rồi Phật Sikhi. Nhưng mà Khổng Tước Minh Vương á, ở trong chữ Hán lại là một cái vị Phật của Mật giáo, và phải Mật giáo. Thật ra chúng ta phải rất là cẩn thận. Vì có dịp chúng tôi sẽ nói thêm về điểm này, nhưng mà chúng ta quên Phật tên là Sikhi, còn công trống Bani. Chữ ba đá, Bani tức là loài có hơi thở. Như chúng ta nói là An Bang Thủ Ý, An Bang Thủ Ý hay là nhập tức sức tức niệm là Anapana Basati. Cái chữ ba đá là thở, thở ra thở vào. Và cái loài mà gọi là Bani, cái loài có hơi thở. Dạ, loài có hơi thở thì chỉ cho là cái sự sống. Nhưng mà quý vị nên chú ý một điều là khi mình nói là con loài có hơi thở thì loài sự sống, thì cái chữ Bani này thường dịch là loài hữu tình, là sinh vật, loài có thức tánh, là chúng sanh. Chúng ta có chữ sát tá, nghĩa là chúng sanh, là loài hữu tình nữa. Rồi, cái này thì cái này nó cũng là một cái chữ, nếu trong Bali vui để học mà viết ra nó cũng có nhiều chi tiết. Tại vì ngày hôm nay chúng ta biết là có nhiều cái loài có sự sống nhưng mà nó lại không có thở, nó không có dùng oxy. Và cũng có những loài đa phần là dưỡng khí và có hơi thở. Nhưng mà ở trong kinh Phật thì chữ Bani nó xài xa hơn là chỉ có hơi thở không. Có dịp chúng ta xem thêm. Nhưng mà đại khái nó giống như sắc ta là chúng sanh, là hữu tình, hay là sinh vật, loài có thức tánh, loài có sống, hiểu như vậy. Quý vị là chữ nghĩa đó nó mệt lắm thưa quý vị. Chữ nghĩa rất rất rất, rất là mệt. Đi khai chi vi. Xin lỗi quý vị, có chữ đa thi. Đa thi là voi có ngà. Không phải là con voi có ngà gọi là đa thi, nhưng mà một cái loại voi mà cái voi đó luôn luôn là có ngà, dạ, là luôn gọi là voi ngà, thì cái voi, loại voi đó đã gọi là, chứ thì có thêm chữ đặc chủng là loại voi này luôn luôn có ngà, thì dạ, có ngà. Có những loại voi nó không có ngà, ví dụ như là do cái giới tính, do đực, do cái, voi cái, hay là có những loại voi mà như là chúng ta nói là loại khổng tượng đó, thì nó luôn luôn có cái ngà. Đa thi thì nó giống như là khổng tượng vậy đó, một loại luôn luôn có ngà. Đi khách chi vi là người trường thọ. Dạ, đi khách chi vi là người trường thọ, người sống lâu. Chữ Pali ở trong tiếng Phạn có hai cái chữ mà chúng ta hay đọc lộn với nhau, đó là chữ ba lá, chữ ba lá và chữ ba lá. Dạ, dạ, chữ vị chơi chúng tôi một chút nha. Chữ ba lá này đó có nghĩa là ngu.
chữ ba lá có nghĩa là sức mạnh. Ba lá là ngu và ba lá là sức mạnh. Hai cái đó chúng ta cần phân biệt, tại vì thường thường mình đọc và không để ý, nó hay trùng với nhau. Hôm nay chúng ta có là ba lá nimitta là cái đặc tính của người ngu, hay cái đặc tướng của người ngu. Còn ba lá là sức mạnh. Thì ở đây là chữ Pali. Pali ở đây là cường nhân, hay là một người có thế lực mạnh, hay là một người có khả năng áp đảo. Đó là cái nghĩa của chữ Pali là như vậy. Wataki là người thợ mộc. Wataki là người thợ mộc. Sarathi là người đánh xe, người điều khiển xe. Safu, người lái xe, tài xế. Thật ra cái chữ này đó, ở trong cái văn hóa của chúng ta, đôi khi chúng ta gọi là sa phu đó, thì là cái người rất là bình thường, rất là tầm thường. Nhưng mà trong chữ Hán ấy, nếu quý vị sang Trung Quốc ấy, có ba hạng người mà người ta dùng chung một cái chữ. Một là đầu bếp, hai là người xế, ba là vị thầy tu ở chùa, vị tu sĩ như Phật giáo á, thì cả ba họ đều gọi là sư phụ hết. Nấu bếp cũng gọi là sư phụ. Thí dụ như người chuyên về sushi gọi là sư phụ sushi, hay là một người chuyên về đồ điểm sắm là sư phụ điểm sắm. Chỉ sư phụ dành cho người đầu bếp, tại vì người Trung Hoa họ đánh giá rất là cao sư phụ. Thứ hai là người tài xế thường gọi là sư phụ, tại vì người tài xế nắm vận mạng cả chiếc xe luôn, thì không gọi là sư phụ được người xe. Và thứ ba là thầy tu chùa là sư phụ. Chúng tôi dùng cái chữ Sarathi này đó, chúng tôi nhắc quý vị là cái chữ Sa Phu là đúng, nhưng mà người đánh xe không phải là một người tầm thường. Mà trong cái tiếng Việt Nam chúng ta, có khi chúng ta gọi là người đánh xe hay Sa Phu, thì chúng ta xem cái người đó là người tầm thường thôi. Nhưng mà trong cái chữ Hán và ở trong chữ Phạn đó, thì chữ người đánh xe đó được xem như là một chữ trân trọng. Giống như hồi nãy chúng tôi nói rằng cái người tài xế mà ở trong chữ Hán đó, có khi ta dùng chữ sư phụ, ta gọi là sư phụ là chữ trân trọng. Và Đức Phật ngài có một cái ân đức gọi là Purisadamasarathi. Purisadamasarathi mà gọi là điều ngự trượng phu. Và đôi khi ngài Hòa Thượng Minh Châu Nghĩa khác hơn một chút. Thật ra thì chúng ta có chữ Anuttaro Purisadamasarathi là bậc vô thượng điều ngự. Bậc vô thượng điều ngự. Thì bậc vô thượng điều ngự ở đây tức là cái bậc mà có thể cảm hóa chúng sanh, hay là cái bậc giáo hóa chúng sanh mà không có ai bị kịp hết. Thật ra chúng ta gọi đấng điều ngự, đấng điều ngự có chữ Sarathi, Purisa, Dhammasarathi. Thì chữ Sarathi, ngày xưa chúng tôi đi học ở Văn Hạnh đó, thì lúc bây giờ nếu quý vị đọc nào có đọc Trung Bộ Kinh mà trước 35 Hòa Thượng Minh Châu dịch, Hòa Thượng hay nói là bậc vô thượng đánh xe điều ngự. Được, vô thượng đánh xe điều ngự. Nhưng mà thật ra thì chúng ta có thể dùng riêng về cái chữ gọi là điều ngự. Gọi là điều ngự Sarathi. Ngày nay ở Mỹ thì thỉnh thoảng có như là chùa điều ngự, hay là có nhiều người họ xưng là điều ngự tử, hay là đức điều ngự, hay là ngày xưa có một vị vua là Trần Nhân Tông với xuất gia gọi là Giác Hoàng điều ngự chẳng hạn. Cái chữ này chữ lớn là chữ Sarathi là người đánh xe. Trong tiếng Việt Nam chúng ta nói người đánh xe hay là sa phu thì nghe nó thấp á quý vị ha, nghe nó thấp. Nhưng mà khi mà chúng ta nói là bậc điêu ngự thì nghe lớn, nghe rất là trang trọng. Với cái này chúng ta học, chúng ta phải để ý. Kuthi là người cùi. Kuthi là người cùi. Ba Pakari
Babakari là người người làm ác, hay là ác nhân, người làm điều ác. Nói chuyện của thi này, chúng tôi nhớ ở trong cái giới đàn mà cho tu tỳ kheo thì cái vị thầy gọi là thầy Yết Ba ở trong giới đàn cho tu tỳ kheo, cho tu tỳ khưu thì cái vị thầy Yết Ba quan trọng lắm. Cái vị này là vị tác pháp Yết Ba, tức là vị đọc chuyên ngôn. Thì cái vị này sẽ hỏi giới tử một số câu, một số câu mà những câu này phải trả lời là ác thi phan tê, là giả thư phải, giả thư có, rồi có chữ là nát thi phan tê, giả thư không, giả không có. Ví dụ như mình đi tu mà người ta hỏi mình là mình có phải là người nam hay không, thì trả lời là ác thi phan tê, là ama phan tê, giả thư phải. Nhưng mà có thể hỏi rằng mình là người thiếu nợ phải không, thì phải trả lời nát thi phan tê, thì ở trong đó có những là quýt thi, tức là có phải là người cùi không, tức là người bị lây bị bệnh truyền nhiễm bên cùi không. Có nhiều vị không ghéo chúng tôi có một lần đi tụng tác pháp Yết Ma cho từ kheo, tôi chỉ hỏi mấy cái này, vị này trả lời là a ma phanh đê. Nhiều khi học tủ nó cũng mệt. Nhưng mà chữ quýt thi là một bệnh cùi, bệnh cùi là một bệnh mà tương đối là có nhiều ở tại Ấn Độ. Ngày hôm nay mà chúng ta về bên Ấn Độ đó, thì nhất là ra sông Hàn hay nhiều nơi, quý vị sẽ gặp nhiều người cùi lắm. Ấn Độ nhiều người cùi rất là nhiều. Quýt thi. Bây giờ thì chúng ta bước qua phần làm bài tập. Quý vị quan hệ chơi chúng tôi một chút xíu. Thượng tọa Pháp Tân có mặt ở trước máy không? Nếu Thượng tọa Pháp Tân đang ở trước máy, xin Thượng tọa khoan hỷ giúp cho dùm 5 phút Thượng tọa. Phải bước ra bên ngoài chút xíu. Xin hỏi Thượng tọa Pháp Tân có mặt ở trước máy không? Có lẽ Thượng tọa Pháp Tân không nghe được. Xin Nguyên Thông có thể nói giúp cho phút không? Dạ, sư huynh thông quan hệ giúp. Dạ, xuống trên 5 phút. Dạ, không sao đâu, quý vị quay không sao đâu. Dạ. Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con xin được cầm mai trong 5 phút. Kính thưa sư phụ và kính thưa đạo tràng, Pali là một ngôn ngữ mà con thường nghe sư phụ nói để đây là điển ngữ, là một ngôn ngữ để chép kinh. Và nếu mà chúng ta học được kinh, học được ngôn ngữ Pali thì chúng ta có thể tiếp cận được giáo pháp của Thế Tôn một cách từ cái nguyên bản của nó. Còn nếu mà dịch qua ra thì đôi khi là khó dịch, rồi mình phải hiểu không được đúng. Nhưng mà phải công nhận là cái ngôn ngữ Pali này với con thì quá là khó. Học hoài, đọc hoài. Đọc thì được, thuộc lòng, nhưng mà hiểu thì không hiểu. Thành ra cái điều này là tại vì cái con đi vô pháp, giáo pháp này không có lâu, trên dưới là 10 năm chứ không có nhiều. Còn đối với sư phụ Giác Đẳng là 50 mấy năm, 40 mấy năm. Thành ra đối với những người mà có những cái trình độ sâu sắc như là sư bá Tệ Siêu, phải là sư phụ Giác Đẳng, thì tiếng Pali là một cái ngôn ngữ mà chư vị đã cố công rèn luyện, cho nên có một cái trình độ siêu đẳng. Kính chào ông huynh Tuyệt Tịnh Nhân. Vì vậy cho nên kính thưa chư vị, chúng ta may mắn được học tiếng Pali này, cho nên phải người nào cố công học tập. Bởi vì khi con có nghe những cái vị tôn đức từ lâu rồi nói, có lần mà ngài có chứng nhận một cái sự việc là có một cái con dạ xa, con dạ xoa nó lại tính bắt cái một người nào đó còn trẻ, bắt để ăn thịt.
mà khi mà cái giả xa tới cho người này quản hồn, chỉ nói là bút tha, nói một bút tha cũng giả xa, nó quản hồn để gian ra. Rồi cái người này sợ quá, run quá, im là cũng giả xoa tiến tới nữa. Hãy nói tiến tới thì nó thì cái người này nói chỉ bút tha thì tự nhiên là con giả xoa nó hoảng sợ. Thành ra chứ bây giờ chứ mình nói Phật thì không hiểu là giả xoa nó có sợ hay không, nhưng mà nói tiếng Pali thì nó sợ. Vì vậy cho nên tiếng Pali này theo con nghĩ đó là một cái một loại ngôn ngữ mà có cái quy lực. Thành ra con kể ra cái điều này là để cho sắc tấn và chư vị có mặt trong này để mà mình gắn công mình học một ngôn ngữ, mà chẳng những là một ngôn ngữ mà Đức Phật ngài Giác Đẳng nói là điển ngữ, là ngôn ngữ để chép kinh, nhưng mà nó có cái quy lực. Cái quy lực là gì? Cái ngôn ngữ này Đức Phật đã dùng để giảng dạy kinh mà chúng ta đang học ngày hôm nay đây. Thành ra chúng ta cố gắng học Nguyên Thông chúc mừng quý vị còn học Nguyên Thông năm nay là 83 tuổi rồi, thì có thể tuần sau chết, không tuần sau không chết thì sáng sau chết, tháng sau không chết thì năm sau chết, năm sau không chết thì năm ba năm chết, thì nói tóm lại thì gần chết. Còn quý vị là những người còn nhiều thời gian để học tập Nguyên Thông, là vì khi nào mà Nguyên Thông nói cho quý vị nghe, quý vị thích cười, 70 tuổi Nguyên Thông mới xuất gia, chứ không cho nên xuất gia bây giờ là 83 tuổi rồi. Thành ra nhưng mà cái thời gian mà là sa di là không có kể, chỉ kể chỉ là thời gian mà là tỳ kheo thôi. Là tỳ kheo thì có qua cái mà mình nhập hạ đó thì tính cái hạ, chứ không có tính sa di, không có tính hạ gì cả. Vì vậy cho nên là Nguyên Thông chưa được 10 hạ, mặc dù là 70 tuổi xuất gia, rồi đến bây giờ là 83 tuổi mà chưa được 10 hạ. Thì trong giáo pháp thì có những cái vấn đề đó. Thì nói đi nói lại thì Nguyên Thông thấy rằng mình rất là may mắn được học một ngôn ngữ, mà cái ngôn ngữ này thì phải học mà liên tục và chú tâm học thuộc lòng để mà có thể hiểu mà không quên. Thành ra đó là một cái điều may mắn cho chúng ta được tiếp ứng với một cái ngôn ngữ mà có một cái sức mạnh, có một cái lịch sử, có một cái chiều sâu của nó, và cái sử dụng của nó rất là quý báu. Dạ, con xin thấy sư phụ đã trở vào rồi, con xin thỉnh mời sư phụ trở lâm ai, và con chân thành tri ân chư vị đã lắng nghe. Con thỉnh mời sư phụ trở lâm. Sa thú kính trừng sư Nguyên Thông. Thưa quý vị, bây giờ chúng ta đi nhanh qua một số 6 câu, có 3 câu tiếng Pali và 3 câu dịch từ tiếng Việt là tiếng Pali, 3 câu Pali trên tiếng Việt. Đầu tiên thưa quý vị, trong câu đầu tiên chúng ta, quý vị chờ chúng tôi chút xíu nhé. Cái việc chờ chúng tôi không biết tại sao mà chúng tôi không có đánh máy được cái việc chờ chúng. Dạ rồi, bây giờ được rồi. Dạ. Bất khi cái danh tố Sakayan disidati, pakhi kyanto sakayan disidati. Pakhi ở đây là con chim. Và cái chữ này chắc chúng ta không cần nói nhiều, bởi vì hôm nay trong bài học chúng ta dùng chữ pakhi là cái chữ làm thí dụ. Đây là chủ cách số ít của chim.
cái danh tu, cái danh tu là hiện tại phân tư. Thì danh tu là hát. Sakayan. Sakayan là nhánh cây. Disidati. Disidati là ngồi hay là đậu. Thì dĩ nhiên con chim thì chúng ta không nói là ngồi, mà chúng ta nói con đậu. Cái danh tu thì chúng ta không nói là hát, mà chúng ta nói là chim hót. Con chim ót đậu trên cành. Chim hót đậu trên cành. Con chim đang hót đậu trên cành. Con chim đang đậu trên cành. Có lẽ là chúng ta nói cho nó con chim hát hót vang. Hót vang khi đậu trên cành cũng được. Con chim hót vang khi đậu trên cành. Cảm ơn Spirit. Câu số 2. Gawin. Gawin. Rachuya. Munchamana. Amma. Kette. Chita. Hồ tí. Gawin. Rachuya. Munchamana. Amma. Kette. Chita. Hồ tí. Gawi là con bò. Rachuya. Rachuya ở đây là sợi dây thừng hay dây cột á. Xuất xứ cách. Munchamana là thả. Munchati là thả. Munchamana là thả ra. Tháo ra. Tháo. Amme, amma là mẹ. Kete là ruộng. Ruộng. Ở đây thì chúng tôi cũng xin thưa quý vị rằng trong tiếng Việt của chúng ta đó thì phân biệt ruộng và vườn. Nhưng mà chữ kết tá trong tiếng Phạn chỉ là đất, đất ruộng, đất vườn. Mình đó thì mình làm ruộng là trồng lúa, làm vườn là làm rẫy, làm vườn là trồng cây, làm rẫy là trồng hoa màu. Nhưng mà trong tiếng Phạn thì không có phân biệt kỹ như vậy. Đất ruộng, đất rẫy, đất vườn dùng hết. Dù là trồng lúa, trồng cây hay trồng hoa màu gì chung tiếng Việt Nam chúng ta về cái điểm này thì hơi rắc rối chút xíu. Thì chúng ta là ngoài vườn, ngoài đồng cũng được. Thì ta là đứng. Hồ tí. Hồ tí là chỉ cho cái tình trạng giống như động từ to be vậy đó. Là người mẹ đang đứng ngoài vườn hay đứng ngoài ruộng. Hay đứng trên cánh đồng để thả con bò hay là tháo dây cột cho con bò. Người mẹ đứng ngoài ruộng đã tháo dây cột cho con bò, thấy cục thả con bò. Rồi chúng ta qua câu số 3 thưa quý vị. Quý vị chờ chúng tôi chút xíu nha. Câu số 3. Dạ, cảm ơn quý vị Quỳnh. Kanyayo sapao yang nát của gà nhìn xuống. Kanyayo là những cô gái, những đứa con gái. Những đứa con gái. Sapaya là ở trong hội trường. Chứ Sapaya ở đây có nhiều khi ở trong cái tòa nhà lớn cũng Sapaya thực sự. Nachanchiyo là nhảy múa hay là khiêu vũ. Gà dinh xuống
đã hát, đã ca. Ở trên chúng ta có chữ gây danh tu của con chim, chim hót. Thì ở đây chúng ta, trong loài người thì chúng ta hát. Ở đây là những cô gái. Đang nhảy búa trong hội trường đã hát. Đang nhảy búa trong hội trường đã hát. Rồi bây giờ thì chúng ta dịch sang, dịch từ tiếng, dịch từ tiếng Việt sang tiếng Pali. Bị săn đuổi bởi người thợ săn hung ác. Bị săn đuổi bởi thợ săn hung ác. Những con voi chạy vào rừng. Những con chê voi chạy vào rừng. Bây giờ thì chúng ta dịch là những con voi chạy vào rừng. Những con voi đã chạy vào rừng. Những con voi ở đây là Hatino. Hati là Hatino. Hatino là những con voi. Thawin Suk là đã chạy. Ataviyan là vào rừng. Vào rừng. Vì chờ chúng tôi một chút xíu nha. Ở đây chúng tôi dịch cái này để quý vị thấy nó dễ hơn. Là mình dịch cái câu là Hatino Atabian Thawinsu là những con voi đã chạy vào rừng. Những con voi chạy vào rừng. Bây giờ đó mình dịch cái câu là bị săn đuổi và bị săn đuổi bởi người thợ, bởi những thợ săn hung mã. Thợ săn là Khuddaka Lutaka. Lutaka là thợ săn hung ác. Ở đây chúng ta có chữ là Papakarina. Papakarina thợ săn thôi, nhưng Papakarina là hung ác. Theo đuổi là đuổi bắt. Đuổi bắt là Anupantita. Anupantita. Bị theo đuổi bởi những người thợ săn hung ác. Bây giờ á, chúng ta lấy hai cái vấn đề này chúng ta ghép lại. Và trong tiếng Phạn á, thì chúng ta sẽ để cái chữ, cái mệnh đề, cái mệnh đề gọi là bị săn đuổi bởi người thợ săn hung ác, chúng ta để Babakarina Lutakina Anupantita là săn đuổi thợ săn hung ác. Rồi làm gì? Hatino Atabiyan Thawinsu là những con voi đã chạy vào rừng. Tôi ghép hai bên đây để quý vị thấy như vậy nó sẽ dễ dịch hơn. Câu số 2. Câu số 2 là người cùi lấy chiếc áo choàng được cho bởi người chồng. Người cùi lấy chiếc áo choàng được cho bởi người chồng. Ở đây chúng ta không có nắm rõ là người chồng này là chồng của người cùi hay là người chồng của căn nhà. Có thể là câu chuyện là người cùi đến cái căn nhà họ sinh, rồi người chồng ở trong, người chồng của người đàn bà trong nhà đó, người chồng đàn bà trong nhà. Đôi khi nó cũng hơi khó hiểu. Thì ở đây chúng ta cứ tạm hiểu là cái người cùi không liên quan gì tới người chồng, câu chuyện như vậy đó. Người cùi là Kuthi. Kuthi thì chủ cách số chắc là Kuthi.
lấy là ganhati, là ở đây là ganhi, ganhi là lấy. Cái áo khoác, áo tròn là satake. Hay satake. Quý vị quan hỷ, chờ chúng tôi một chút xíu nha. Satakang. Được cho là Dinne bởi người chồng là Samina. Ồ, cái ở đây dịch chữ Samina ở đây tức là người chủ nhà, chứ không phải là người này, người chồng của người chồng của người cùi. Thành ra cái câu mà cuối cùng mà chúng ta dịch như vậy thưa quý vị. Kuthi Samina Dinne Satakang Ganthi. Ganthi là người cùi, là lấy chiếc áo choàng được cho bởi người, bởi người chồng, à, bởi người chủ nhà, bởi người chủ nhà. Chúng tôi dịch là người chồng, là chúng dịch theo cái bản 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 tiếng Anh, nhưng mà ở đây bởi người chủ nhà. Khi vật ngày xưa lại chắc bởi người chủ nhà, người cùi lấy chiếc áo choàng được cho bởi người chủ nhà. Bây giờ câu số 3. Những con báo sống trong rừng không sợ hãi đối với những con sư tử sống trong hang đá. Chà, câu này cũng dài. Những con báo sống trong rừng. Báo số Dipaya quý vị thỉnh thoảng quý vị nghe âm thanh nó bị echo, đó là tại vì lý do đó là chúng tôi biết tiếng Pali đó, mỗi lần mà biết tiếng Pali đó thì nó lại unmute cái trong cái podcast, nó bị không thích gì vậy thì không sao quý vị. Dipayo, Dipaya là những con báo, Aranyamhi là trong rừng, Vasanta, quý vị đúng ra là chúng ta bị là Vasata, chúng ta Vasata, quý vị sửa lại chắc Vasata. Của bao sống trong rừng và sắp ta không sợ, không sợ là ná phải danh tí là không sợ, không sợ những con sư tử sống trong hang, trong hang là Dipaya Aranyamhi Vasata. Guhasu là trong hang. Vasantehi là sống. Sihehi là con sư tử. Na Phayanti là không sợ, là con báo sống trong rừng không sợ những con sư tử sống trong hạt. Đó là câu dịch của chúng ta. Thưa quý vị, hôm nay chúng tôi có một chút
việc mà chúng tôi muốn nói chuyện với quý Phật tử, lẽ ra thì chúng tôi nói chuyện trong những ngày sắp tới, nhưng mà chúng tôi nghĩ rằng ngày đầu năm thì cũng không có không có nên đem chuyện này nói ra. Hôm nay thì chúng tôi chỉ nói một cách không có chính thức, chỉ nói vài điều thôi. Và có thể là về việc này thì có một vài vị không có được vui lắm. Tuy nhiên chúng tôi cũng suy nghĩ tìm cái thời gian nào thích hợp để mà trình bày việc này. Và ở đây trong sự trình bày của chúng tôi chỉ là sự chuẩn bị tinh thần thôi, nó không có chính thức. Chào quý vị quan khí chờ chúng tôi chút. Xin lỗi quý vị có còn nghe được không? Dạ, quý vị có còn nghe được không? Dạ, thưa quý vị, thật ra chuyện này là chuyện của chùa Pháp Luân. Đúng ra thì chúng tôi không có đem vào trong lớp học ở đây mà để mà bàn thảo, tại vì đây là lớp Phật Pháp. Nhưng mà chúng tôi nghĩ rằng nó cũng lợi lạc, bởi vì thứ nhất là điều này nó cũng liên quan đến Phật Pháp. Và điều thứ hai nữa đó là chùa Pháp Luân cũng là cái cơ sở để tổ chức cái lớp Phật Pháp Buddha Dhamma này. Trong thời gian qua ở tại Mỹ, thưa quý vị, nó xảy ra một cái chuyện, đó là có một số các ngôi chùa mà cái vị trụ trì đột ngột ra đi, hay hoặc giả là vì cái tuổi thọ mà chết đi. Thì khi mà chết đi đó, thì nó luôn luôn tạo ra một cái sự phiền phức cho những người ở lại. Thậm chí là còn tạo nên những cái cuộc mà va chạm rất là lớn ở tại chùa. Rồi kiện tụng ra tòa để tranh giành ai là người thừa kế tài sản vân vân. Và chúng tôi thì không đặt nặng về vấn đề tài sản, nhưng mà trong cái trách nhiệm là vị trụ trì thì chúng tôi thấy rằng mình có cái bộ phận để chuẩn bị như thế nào đó mà trong trường hợp sự việc, thí dụ chúng tôi chết đi bất ngờ chẳng hạn, vì lý do gì đó, thí dụ mình đi đâu máy bay rớt, hay là bị tai nạn gì, hay là tự nhiên bị tai biến mạch máu não hay là chết, thì những Phật tử và chư tăng sau này là không có bị những cái rắc rối. Thì thứ gì, chúng tôi có viết một cái tờ mà ở ngoài đời người ta gọi là di chúc, ở trong tên gọi là will, và ở trong cái nhà chùa chúng ta gọi là cái di nguyện. Và cái di nguyện này nói lên cái ý muốn của mình, và để trong trường hợp mà chúng tôi ra đi đó, thì tôi phải dùng luật pháp có thể dựa trên cái di nguyện này và để quyết định về cái tương lai của ngôi chùa. Nên chi quý Phật tử khi nghe những điều này đó, thì nó không phải là cá nhân chúng tôi đang có gì về sức khỏe. Nhưng mà thưa quý vị, cái chuyện sống này chết mai không ai biết được. Chúng ta không biết được. Và nếu mình có chuẩn bị thì nó sẽ nhẹ nhàng hơn cho người ở lại. Và chúng ta phải nói là về phương diện này đó, người Mỹ đó, người Tây Phương họ thực tế hơn chúng ta. Phải nói họ rất thực tế và nó tốt.
Thứ nhất thì chúng tôi xin thưa rằng trên cái căn bản chùa Pháp Luân đó, nó có ba điểm mà liên quan đến cái quyền sở hữu của ngôi chùa. Đầu tiên là chùa Pháp Luân là ngôi chùa Tứ Phương Tăng, là ngôi chùa của Tăng, chứ không phải là một tư hữu của bất cứ vị nào. Ngày 17 tháng 12 năm 2012 đó, thì chùa Pháp Luân có tổ chức một cái lễ Kiyoshima. Thật ra trước kia đã có rồi, nhưng mà lúc đó làm lại. Và cái người chủ trì Kiyoshima đó là Thượng tọa Từ Siêu á. Thì trong buổi lễ đó chúng tôi có là một cái công bố là khi một cái miếng đất mà được Kiyoshima là xác lập Shima đó, thì cái đất đó vĩnh viễn thuộc về quyền sở hữu của Tăng. Và Tăng ở đây là Tứ Phương Tăng, chứ không phải là của sư A, sư B. Và như chúng tôi hiện tại làm chủ trì đó, không có nghĩa là chúng tôi làm chủ miếng đất này hay chủ cơ sở này, mà chúng tôi đang thay mặt cho chư Tăng để cai quản cái ngôi chùa này. Thật ra cái căn bản đầu tiên đó là cái chùa Pháp Luân, bất cứ vị nào làm trụ trì hay là bất cứ hội Phật giáo nào, bất cứ một cá nhân nào điều khiển thì cũng nên hiểu rằng chùa Pháp Luân là một cái tài sản thuộc về của Tăng, vĩnh viễn là như vậy, không ai làm khác. Và ngày hôm nay thì không có cái nợ nần gì về mortgage. Việc thứ hai đó là trên cái luật pháp của Hoa Kỳ, thì thưa quý vị, chùa Pháp Luân qua cái tổ chức là Pháp Luân Buddhist Culture Center Inc, nó là tài sản của một cái hội bất vụ lợi, gọi là non-profit organization, tức là bất vụ lợi. Thì tài sản của Pháp Luân và chùa hay là đất đai nào đó thì cái đó không thể chuyển lại cho tư hữu. Và ví dụ như một ngày nào đó không còn có ai coi vị chùa thì chùa này, cái tài sản này do chính phủ lấy. Hay là nếu có chuyển lại cho một cơ sở chùa khác thì cái chùa khác đó phải là một cái hội non-profit, hội bất vụ lợi, chứ không có đi vào cá nhân được. Tại vì ngoài cái chùa Pháp Luân là của Tăng thì nó còn là hội non-profit. Và điều thứ ba, thưa quý vị, nó cũng là một cơ sở rất là quan trọng. Khi mà nói về chùa Pháp Luân đó, là ngôi chùa Pháp Luân là vốn được khai sơn bởi Hòa Thượng Hậu Giác. Thật ra thì ngôi chùa này do chúng tôi và Hòa Thượng Hậu Giác thành lập. Khi mà mới về đó, thì là mướn cơ sở gần chùa Pháp, gần Hopi, thì chúng tôi là trụ trì đầu tiên. Hòa Thượng Hậu Giác như vị lãnh đạo tinh thần vậy đó. Nhưng mà Ngài gắn kết với ngôi chùa rất lâu, và chúng tôi xem Ngài như một vị khai sơn. Thì ở trong chùa có nhà kỷ niệm của Hòa Thượng, có cái bảo tháp thờ cốt của Hòa Thượng. Hòa Thượng sống ở đây 30 mấy năm, Hòa Thượng mất ở đây. Thì cho dù bất cứ vị trụ trì nào về để làm trong tương lai đó, thì đều phải giữ lại cái nhà kỷ niệm đó mà không thể bỏ được. Đó là kỷ luật. Thì dựa trên ba điều trên đó, thì chúng tôi muốn làm một cái định là ở trong tương lai, nếu có cái chuyện xảy ra là chúng tôi đột ngột mất đi hay vì lý do gì đó mà không có cắt đặt vị trụ trì thừa kế, chúng tôi không có làm cái công việc là cắt đặt vị trụ trì, tại vì chuyện đó nó phiền lắm. Cái chuyện đó giao cho cái người kế tiếp. Thì thưa quý vị, cái cách mà chúng ta làm đó là một vị trụ trì mất đi đó, thì nên có một cái thời gian chuyển tiếp, thì có một vị quyền trụ trì về tạm thời chăm sóc Phật sự trong một năm. Và nếu trong một năm đó mà quý Phật tử cảm thấy rất là hoan hỷ thì sẽ thỉnh vị trụ trì đỡ luôn. Nhưng mà ai là vị quyết định vị trụ trì thừa kế thì chúng tôi biết trong cái di nguyện là sẽ có ba thành phần. Một là Phật tử ở tại chùa được 7 lá phiếu. Hai là các vị sư cả ở các chùa ở trong vùng, như là chùa sư cả chùa Tích Lan, sư cả chùa ở Miến Điện, chùa Thái Lan, chùa Lào, Campuchia, những ngôi chùa mà chúng tôi hoạt động trong thời gian qua, chúng tôi thỉnh 7 vị sư cả đó làm những vị chứng minh để cho cái tiến trình được bảo đảm tốt. Và đồng thời chúng tôi cũng thỉnh chư tăng ở Việt Nam,
ở trong đó có những vị như là Thượng tọa Từ Siêu, Thượng tọa Pháp Đăng, Thượng tọa Pháp Tân, cũng là Thượng tọa Tư Nguyện của Vân, cũng là bảy vị ở Việt Nam đó, để thành một cái nhóm thứ ba. Thì Chư Tăng ở Việt Nam và các vị sư cả ở tại địa phương này, cũng như quý Phật tử, mỗi một thành phần có 7 lá phiếu, thì tổng cộng là họ sẽ quyết định về cái tương lai của ngôi chùa và quyết định giao cho vị nào được trụ trì. Quý Phật tử thì phải có quyết định, tại vì quý vị là người sống ở tại chùa, quý vị có quyền quyết định. Các vị sư cả đó là các vị bảo đảm rằng cái tiến trình được diễn ra một cách hợp đạo, hợp pháp ở đây. Và Chư Tăng ở Việt Nam thì bảo đảm là những cái vị sư được mời thỉnh về đó là những vị đó có trình độ về hoằng pháp, hiểu biết về cái, có cái đường hướng đúng theo những gì mà chúng ta đã làm. Thì thưa quý vị, chúng tôi không có thỉnh cử một vị trụ trì nào bây giờ khi chúng tôi còn sống, mà chúng tôi nghĩ chuyện đó sẽ gây rất nhiều phiền phức. Mà đây là ngôi chùa Tăng khi chúng tôi mất đi đó. Nếu trong trường hợp đi, chúng tôi đi đột ngột đó, thì ngôi chùa đó sẽ được để lại cho một cái hội đồng gồm có 3 thành phần. Mỗi thành phần có 7 vị, 7 lá phiếu và tổng cộng 21 lá phiếu để quyết định trong tương lai của ngôi chùa. Thì về điểm này chúng tôi sẽ thảo luận với Chư Tôn Đức. Nhưng mà hôm nay thì chúng tôi cũng xin thưa với quý Phật tử trước để quý vị Phật tử nắm vững. Và chúng tôi nói điều này tại vì chúng tôi đang soạn cái văn kiện này, và cái văn kiện này sẽ được quý Phật tử ở tại chùa ký tên. Sau khi tên chúng tôi sẽ trình lên Chư Tăng và các vị sư cả cũng như Chư Tăng Việt Nam thông qua đó, thì văn kiện này chính thức có hiệu lực. Và chúng tôi yên tâm là mình sẽ giải quyết mọi việc đó theo một cái cách gọi là hợp theo luật đời, luật đạo. Và như vậy sẽ không có ai bị cảm thấy phiền phức. Và hôm nay cuối năm thì chúng ta cứ bàn việc đi. Chứ tôi đầu năm mình bàn thì nhiều khi nói, quý vị nói rằng sao mà đầu năm mình bàn chuyện không có vui. Mà thật ra chuyện này không có gì vui, không vui, mà chúng ta biết chắc chắn rằng tất cả chúng ta đều phải chết. Và sự chết là cái chung cuộc cuối cùng của đời sống. Thì quan trọng là mình rời bỏ thế giới này không cứ gây phiền phức cho người ở lại. Quý vị nào mà biết về những ngôi chùa, quý vị biết là nó phiền phức lắm, rất là phiền phức. Thì đó là vài điều chúng tôi muốn trình bày quý vị trong vài giây phút cuối của chương trình ngày hôm nay. Ngày mai này thưa quý vị, chúng ta có ở lớp có môn tương ưng bộ và vị giảng sư là Thượng tọa Pháp Tân. Bây giờ thì xin được kết thúc chương trình ở đây. Kính đảnh lễ Chư Tôn Đức, thân chào tạm biệt quý Phật tử. Chúc tất cả một ngày an lành, một đêm an lành. Hẹn gặp lại trong chương trình ngày mai. Nam mô Phật Thầy. Sa thú lành thay. Xin thay mặt đại chúng tâm luân, chúng con kính tri ân Chư Tôn Đức đã mở lòng bi mẫn, giảng dạy những giáo nghĩa như vừa của Đức Phật để toàn thể chúng con được lắng nghe, ghi nhớ và hành trì trong tâm chỉ, không làm các ác nghiệp, cung tu các hạnh lành, thanh tịnh hóa tâm trí, đưa đời Chư Phật dạy. Kính cảm ơn Liêu đã viện trợ cho các phần hành trong lớp được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc Chư Tôn Đức và vị đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Thế Tôn. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng nguyện công đức đã làm, kết những lần độ thoát, nguyện hồi hướng chư thiên hàng thiện thần hộ pháp, nguyện các bậc hữu ân đồng thừa tư công đức, nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bụt Thầy. Yeah.